Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách kè bản trong Word Để kè bản trong Word Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách sau đây Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Cách đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ đặt nhỏ chuột Tại vị trí mà chúng ta muốn kè bản Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ vào tab insert Tiếp theo ở đây Các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên gì xuống Ở trong một table này Bấm vào Sau đó các bạn chọn vào đồ đăng table Đó khi tôi chọn vào đồ đăng table thì con chó chuột của tôi Nó sẽ biến thành hình cây bút Bây giờ tôi sẽ kể khung cho bạn này Đó đầu tiên tôi sẽ kể khung cho bạn đó, Đúng kích thước tôi muốn rồi Thì tôi sẽ thả chuột ra Rồi nếu mà là thế này á Các bạn chúng ta sẽ quay trở lại nha Sau chúng ta kể lại đó, các bạn kể ở phía dưới này Rồi các bạn có thể là Kể dòng cho nó nè. kẻ cột đó đây là kẻ bản tự do nha các bạn cũng có thể là kẻ đường kẻ chéo này đó muốn bao nhiêu dòng bao nhiêu cột thì các bạn chúng ta sẽ kẻ nha đó Rồi để thoát khỏi cái bút á, các bạn chúng ta sẽ bấm đứt chuột ra ngoài này. Đó, lúc này tôi đã kể được một bảng rồi để xóa bảng á các bạn chọn vào bảng này đó, các bạn bấm vào dấu cộng nằm phía trên bên phía tay trái á, bấm vào sau đó ở đây bạn vào tab layout chọn vào delete tiếp theo chọn vào delete table thì bạn sẽ xóa đi đó là cách đầu tiên để tạo bảng tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ tạo bảng nhanh bằng cách là các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào các ô này đó Giả sử như đây tôi muốn là tạo ra bảng gồm có 7 cột và 4 dòng Thì tôi sẽ quét vào 7 cột của 4 dòng Thì các bạn có xác ở trên này Chỉ số cột ở trước nha Và chỉ số dòng ở phía sau Đó ở đây tôi đang tạo ra một bảng gồm có 6 cột và 4 dòng Đây là 8 cột và 6 dòng Tuy nhiên cách này tối đa nó chỉ tạo được 10 cột và 8 dòng mà thôi Đó, Các bạn muốn tạo bằng nhanh Thì các bạn chúng ta sẽ tạo theo cách này rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn là tạo ra bảng nhiều cột và nhiều dòng hơn thì chúng ta làm như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cách thứ ba nha. Vào table, chọn vào insert table. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là insert table. Number of column tức là số cột mà bạn muốn tạo. Còn number of row là số dòng mà bạn muốn tạo. Ví dụ như đây tôi muốn tạo ra một bảng gồm có 20 cột và 20 dòng thì tôi sẽ nhập lần lượt là 20 vào đây bấm vào ok này thì nó sẽ tạo ra cho tôi một bảng gồm có 20 cột và 20 dòng đó để 6 bảng thì chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng này sau đó các bạn bấm vào nút mũi tên backspace thì nó sẽ 6 bảng nha đó, chọn vào dấu cộng bấm vào nút backspace thì nó sẽ 6 bảng đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là kẻ bảng cho gọn nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn mọi người theo dõi.